Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chị Nắng Cooking và Cuộc Sống ở Hà Nội. Các bạn thân mến, món xôi xoài hoa đậu biếc với màu xanh lạ mắt của xôi kết hợp với màu vàng tươi nổi bật của xoài chín làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Không chỉ đẹp mắt, món ăn còn có vị béo ngậy của xôi hòa quyện với nước cốt dừa kèm theo vị ngọt của xoài chín, mùi thơm của hoa đậu biếc vừa lạ vừa quen là món ăn khiến bạn không thể chối từ. Trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để chúng ta cùng thực hiện cách làm món ăn này nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn. Để làm món xôi xoài hoa đậu biếc thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là gạo lếp thì mình đã chuẩn bị ở đây là 300g, 2 thìa cà phê muối, 50g hoa đậu biếc khô, 10g đường trắng, 1 quả xoài chín và 300g nước cốt dừa. Đây là toàn bộ những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để thực hiện món ăn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng vào bếp với mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi ngâm hoa đậu biếc khô với nước nóng để hoa nhả màu. Trong khi chờ đợi hoa đậu biếc nhả màu thì chúng ta sẽ đi đãi gạo. Các bạn nhớ vo gạo thật sạch trước khi chúng ta bỏ vào ngâm nhé. Sau khi đã vo sạch gạo, các bạn đổ gạo vào một cái bát to. Tiếp đến chúng ta sẽ đổ nước màu hoa đậu biếc để ngâm gạo thông qua một cái dây. Còn hoa đậu biếc thì chúng ta bỏ đi. Để xôi có màu đẹp thì chúng ta sẽ ngâm gạo với nước của hoa đậu biếc khoảng từ 4 đến 6 giờ đồng hồ. Khi ngâm gạo thì các bạn nhớ cho vào 2 thìa cà phê muối và khuấy đều để cho muối được tan ra. Để nấu nước cốt dừa thì chúng ta sẽ đổ toàn bộ một hộp nước cốt dừa vào trong một cái nồi sạch. Các bạn cho vào nồi cốt dừa hai lá lếp hay còn gọi là lá dứa để giúp cho lưới cốt dừa nó thơm hơn. Sau đó thì bật bếp và đun với lửa vừa. Khi đun cốt dừa các bạn cần phải chú ý đừng để nước cốt dừa nó sôi bùng lên, không là nó dễ bị trào ra bếp. Khi nồi cốt dừa đã sôi khoảng tầm được 2 phút và các bạn đã thấy mùi thơm của lá lếp thì các bạn vớt bỏ lá lếp ra ngoài. Tiếp đến các bạn cho vào 3 thìa canh đường. Nếu như các bạn thích ăn ngọt thì các bạn có thể tăng lượng đường lên và khuấy đều để cho đường nó tan ra. Để tạo độ sánh cho cốt dừa, các bạn pha một thìa bột năng với 30ml nước. Các bạn khuấy cho nó tan ra. Sau đó thì các bạn đổ bột năng vào trong nồi cốt dừa đang sôi. Các bạn vừa đổ thì bạn vừa khuấy đều để bột năng nó không bị vón cục. Các bạn đun sôi thêm khoảng 3 phút nữa để cho bột năng nó chín và cốt dừa nó sệt lại. Sau đó thì các bạn tắt bếp. Các bạn đổ bột năng ra bát, chờ cho nó nguội, sau đó cất vào trong ngăn mát của tủ lạnh để sử dụng. Gạo nếp sau khi đã ngâm được 4 tiếng, nó đã lên màu rất là đẹp. Bây giờ chúng ta đổ gạo vào một cái rổ và đi rửa sạch. Các bạn yên tâm là màu của hoa đậu biếc ngấm vào hạt gạo và nó sẽ không bị thôi ra nữa. Các bạn xem này, hạt gạo lên màu rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đồ xôi. Để xôi nó dậy mùi thơm thì chúng ta sẽ cho vào nồi nước hai lá lếp. Mình dùng vỉ hấp để đồ xôi. Nếu như các bạn không có vỉ hấp, không có chõ để đồ xôi, các bạn có thể nấu xôi bằng nồi cơm điện.
Khi nấu xôi bằng nồi cơm điện thì các bạn chỉ lên cho 1 phần 2 nước tính từ đáy nồi cho tới mặt xôi để xôi nó không bị nát. Mình sẽ lót một chiếc khăn xô xuống dưới đáy để tránh cho hơi nước nó lên quá nhiều, dễ bị nát xôi. Chúng ta sẽ đổ toàn bộ cái chỗ gạo lếp vào nồi. Các bạn nhớ san đều gạo ra và tạo những cái lỗ thông hơi để xôi nó chín đều. Sau khi đã sôi được 10 phút, các bạn mở nồi và đảo sôi để cho nó chín đều. Sau khi đã sôi thêm được 10 phút nữa, các bạn đã mở nồi và kiểm tra sôi. Các bạn nắm sôi, thấy sôi mềm và dẻo, như vậy là sôi đã chín. Về phần xoài để ăn cùng, sau khi các bạn đã gọt sạch vỏ, các bạn cắt má xoài và thái thành những cái miếng vừa ăn. Xong rồi, chúng ta cùng trình bày một đĩa xôi xoài đậu biếc nhé. Đầu tiên chúng ta xo xôi ra đĩa. Tiếp đến là xoài đã được cắt miếng. Tiếp theo cũng lại là xoài, vì mình thích ăn nhiều xoài. Tùy vào khẩu vị mà các bạn bày ra nhiều hay ít nhé. Sửa sang lại một chút cho nó cân đối, nhìn cho bắt mắt hơn. Cuối cùng không thể thiếu đó là cốt dừa. Mình sẽ cho lớp cốt dừa lên trên phần xôi. Bây giờ thì mình sẽ nếm thử. Mình mời các bạn nhé. Nước cốt dừa có vị ngọt nhẹ, vừa thơm vừa béo, hòa quyện vào với xôi dẻo dẻo, ngậy ngậy. Độ ngọt là thanh mát, vừa phải, ăn cùng với xoài chín rất là ngon và không bị ngán. Thú thật là món xôi xoài lại rất ngon, các bạn cũng thử làm đi nhé. Các bạn thân mến, mình vừa chia sẻ với các bạn cách làm xôi xoài hoa đậu biếc. Nếu thấy thích video của mình thì đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!